thì khi nào người ta sẽ cần phải phối hợp phẫu thuật và can thiệp. Thế thì đây là các cái bệnh lý của động mạch chủ có rất nhiều các cái dạng khác nhau, chẳng hạn như phình vỡ, rồi là chấn thương, rồi là tách thành động mạch chủ, rồi là giả phình động mạch chủ. Thế câu hỏi đặt ra là khi người ta điều trị thì người ta có những cái phương án gì? Thế phương án thì kinh điển ngày xưa thì người ta buộc phải phẫu thuật, giống như cái xăm xe ấy thì người ta sẽ phải mang sông cái xăm đấy. Thế không còn con đường nào khác thì người ta phẫu thuật kinh điển, đó là phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ. Tuy nhiên đối với các cái đoạn động mạch chủ, chẳng hạn đoạn động mạch chủ lên thì nó ở phía trước cả thành ngực này. Thế tách thành động mạch chủ type A thì là rất nguy hiểm, bởi vì là cái nguy hiểm ở cái chỗ là cái nguy cơ rách của nó cao, rất cao, bởi vì cái dòng máu nó từ tim lên. Thế tuy nhiên cái phẫu thuật thì này cái tỷ lệ lại an toàn hơn đối với type B. Type B thì cái mức độ nguy cơ của nó thấp hơn, nhưng mà tuy nhiên là cái cuộc khi mà đòi hỏi phẫu thuật thì nó nguy cơ cao hơn. Bởi vì đây các anh chị có thể thấy là cái đường mổ nó rất lớn, bởi vì người ta phải kiểm soát đầu trên với đầu dưới để người ta khâu. Ví dụ ngực bụng này gần như là xẻ đôi người ra, vì vậy cái nguy cơ liên quan đến cuộc mổ nó sẽ cao hơn. Vì vậy đối với type B thì nó sẽ là thế mạnh của can thiệp. Tuy nhiên là mỗi phương án nó cũng có những cái nhược điểm riêng đấy, mà có những cái ưu điểm khác nhau. Thì đấy, đến bắt đầu những năm 80 rồi đến năm 90 thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra một cái phương án nó nhẹ nhàng hơn trong phẫu thuật, đó là người ta ghim một cái ten kèm theo, người ta khâu một cái mảng ở bên ngoài gọi là cái cover stent để người ta đặt vào cái khối phình cho người bệnh, thì nó giúp cho cái việc điều trị nó an toàn hơn. Thế thì khi đó là nó đang manh mối để dẫn đến ngày nay thì nó ra những cái thiết bị nó tốt hơn. Đấy, thì đây là một cái ca gọi là can thiệp động mạch chủ. Thì người ta luôn đi theo đường động mạch đùi, cái dụng cụ người ta được ghim ở trong một cái hệ thống người gọi là cái delivery. Đấy, khi mà người ta đi lên, ví dụ như trong trường hợp giả định của trường hợp này nó là một cái khối phình. Thế thì khối phình đấy thì sau đó thì người ta sẽ mở để người ta kết nối được cái đoạn đầu của cái khối phình với đoạn xa. Đấy, các anh chị có thể thấy ví dụ như vừa nãy cái trường hợp lai cây đấy, mình sẽ phải xác định được cái mốc mình sẽ phải đặt đến đâu. Thì trên CT đấy thì ở đây mình sẽ đặt được cái mốc là mình sẽ phủ đến đoạn trên, nó giống như cái cầu ấy, nối từ đầu cầu này sang đầu cầu khác. Mục đích là nó phải ngắt được cái dòng chảy. Máu nó chỉ chảy trong cái ống này thôi. Đấy, nó không còn cái áp lực tác động lên cái khối phình này nữa, thì nó sẽ giúp cho cái việc là khối phình này không vỡ. Đấy, thì kèm theo khi đó nó không có dòng chảy thì máu nó sẽ đông ở cái phần bên ngoài này, nó sẽ gia cố làm cho cái hệ thống này nó ổn định. Tuy nhiên tại sao người ta gọi cần phải landing zone, tức là người ta cần phải cái chỗ này giống như nối hai cái ống nước vào nhau thì nó phải đủ dài thì mình mới nối được. Không, nếu mà mình nối được ngắn quá thì nó sẽ bị dò qua cái mép bên cạnh. Thì đấy, các anh chị có thể thấy nghe người ta cứ gọi là endolic. Thì sơ bộ một chút, chẳng hạn nó dò qua cái khe này thì người ta gọi là endolic type 1. Thế thì lúc đó mình phải xử lý ngay lập tức, bởi vì khi bị endolic type 1 thì nó gần như bình thường, nó chỉ chảy trong cái khối phình thôi. Nhưng mà khi mà nó bị chỉ có đường vào mà không có đường thoát thì nó sẽ làm cho cái áp lực ở trong cái khối phình thì nó tăng lên rất nhanh và gây ra cái nguy hiểm cho bệnh nhân. Không làm thì bệnh nhân chưa chắc đã vỡ, nhưng mà làm mà bị sai kỹ thuật thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ vỡ rất nhanh. Đó. Thế thì đây là những cái ưu điểm và những cái hạn chế của các cái kỹ thuật. Thế can thiệp thì nói như vậy về mặt lý thuyết nó rất là tốt, tuy nhiên là nó vẫn có những cái giới hạn nhất định. Đấy, khi nó chảy như này, vì vậy mình sẽ phải tránh được cái vị trí của các cái mạch nhánh bên. Thế nên ví dụ như tách type B hoặc là cái phình ở cái vị trí người ta gọi là phù hợp giải phẫu, là cái vị trí cái cổ này nó phải đủ dài để mình có thể, trong chuyên môn người ta gọi là fix, tức là người ta sẽ gắn được vào đây và mình sẽ làm sao dán để cho nó không bị cái giò của cái hệ thống mạch qua đây. Đấy, đấy, thế thì các anh chị có thể hiểu rất rõ. Tuy nhiên thì cái bệnh tật thì nó rất là phức tạp. Thế đối với ví dụ như các anh chị có thể thấy ở đây cái khối phình nó lại liên quan đến tận phần quai. Đấy, hoặc là ví dụ ở đây lại phình đến cả ngực bụng. Đấy, không, nó đi qua cái vị trí của các cái mạch nuôi đối với gan lách thận, rồi là cái mạch mạc treo tràng trên. Thế câu hỏi đặt ra là khi xử lý những trường hợp đấy nó xử lý như, sẽ phải xử lý như thế nào? Thì các anh chị có thể nghe thêm một chút nữa để mình biết được cái chuyên ngành. Ví dụ tại sao người ta nói zone 0, zone 1, zone 2, zone 3. Thế khi mà người chuyên làm về động mạch chủ, người ta chỉ cần nói đến zone đấy là người ta biết được là cái phần can thiệp đấy nó sẽ vi phạm đến vùng nào. Ví dụ zone 0 đương nhiên đến phần động mạch chủ lên. Thế thì buộc để đã đặt được ten đến đây thì người ta sẽ phải phẫu thuật cấp máu từ đây lên trên này. Thế người ta gọi là chuyển vị cái chỗ này.
các cái gốc này trong cái danh từ chuyên môn người ta gọi là debranching. Đấy, thì là mình hiểu, tức là mình chuyển gốc, chuyển cái vị trí, lấy máu sang vị trí khác thì là debranching. Tức là người ta sẽ lấy máu, thay vì ở cái vị trí quai này người ta sẽ lấy từ phần thấp này, tí nữa có hình ảnh minh họa sẽ trao đổi với các anh chị. Thế, tiếp tục, ví dụ vào zone 1 mình cần phủ đến đây, thì lúc đấy người ta cần, người ta gọi là phẫu thuật bypass, tức là người ta lại lấy máu từ cái thằng cảnh trung bên phải này, cấp máu cho cảnh bên trái này, và người ta sẽ thắt cái đầu gần này lại. Thế thì khi người ta đặt stent đến vị trí này thì máu nó sẽ chảy vào trong cái ống này, lên đây thì vào cái động mạch cảnh của bên phải để cấp máu sang cảnh bên trái. Thì lúc đấy mình phủ qua chỗ này thì này, vẫn cấp máu được đầy đủ. Thứ nhất là nó đảm bảo được hai tiêu chí, một là mình gắn ở phần này để cho máu nó không bị endolic, hai là nó vẫn cấp máu được nuôi não bình thường. Đấy là đối với zone 1. Thế zone 2 chẳng hạn như cái ca trường hợp hôm nay đấy, trong cái lai cây đấy ạ. Thế thì là bởi vì mình buộc phải phủ qua của cái động mạch dưới đòn bên trái này. Thế thì lúc đó thì ví dụ nó có nhiều kỹ thuật, người ta có thể phẫu thuật bypass này. Đấy, hoặc thì chim ly, tức là người ta thay vì việc cái đặt ten đây thì người ta lại đặt một cái ống tiếp tục từ cái thân cánh từ cái động mạch dưới đòn này đi vào để cấp máu từ cái phần này sang. Đấy, hoặc cái kỹ thuật hôm nay là người ta mở cửa sổ, tức là người ta đục một cái lỗ ở trên stent này, đặt vào vị trí này để máu nó chảy để cấp máu như này. Đấy, thì mỗi cái nó cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm riêng và những cái kỹ phức tạp về mặt kỹ thuật. Thế thì hôm nay tập trung vào nói về giữa kết hợp giữa phẫu thuật và can thiệp, tức là phẫu thuật hybrid. Thế thì nó có rất là nhiều cái phẫu thuật khác nhau, như vừa nãy trao đổi với anh chị thấy ạ. Khi mình phủ đối với cái cảnh trung bên trái này thì mình sẽ phải lấy máu từ cảnh trung bên phải, thì đây người ta gọi là phẫu thuật bypass, tức là cầu lối từ cái phần này sang phần này, sau đó thì thắt cái đoạn này lại. Đấy, thế nên nhưng mà trong đấy là trong trường hợp zone 2 thôi. Trong trường hợp zone 0, tức là mình phủ hết tất cả cái gốc này, thì mình sẽ cần về một phẫu thuật người ta gọi là debranching, tức là người ta sẽ phẫu thuật lấy máu từ đây cấp lên cho thân cánh tay đầu và động mạch cảnh trung của bên trái, sau đó mình sẽ phủ ten từ đây phủ đi xuống dưới. Và đây là một số các hình ảnh. Khi đó thì người ta lại lai tạo rất là nhiều kỹ thuật giúp nhau. Ví dụ như là cái việc mà khác nhau giữa hai cái này, nó khác nhau rất nhiều. Trông thì vẽ nó rất đơn giản, nhưng khi mà người ta phẫu thuật debranching thì người ta cần phải mở xương ức, bởi vì mình cần phải bộc lộ động mạch chủ lên. Thế ví dụ những cái đối tượng mà người ta lại bị COPD, bị các cái nguy cơ của cục mổ cao, thì cái việc bypass này nó sẽ thuận lợi hơn so với việc debranching. Vì vậy người ta lại phối hợp giữa bypass lại kèm theo lại chim ly ở đây, tức là người ta sẽ phối hợp đi phối hợp lại rất nhiều để giúp cho cái việc mà làm sao bệnh nhân ít bị ảnh hưởng của cuộc mổ nhất mà vẫn đảm bảo được cái vị trí kết nối stent tốt nhất. Thế thì ở đây các anh chị có thể thấy ạ. Đấy, ở đây người ta debranching xuống, tức là người ta chuyển vị cái vị trí này xuống. Đấy, cấp máu cho đây ạ. Đây là thân cánh tay đầu và đây động mạch cảnh trung bên trái. Kèm theo người ta lại làm một cái bypass xuống cái động mạch dưới đòn này. Kèm theo lúc đó mình sẽ đặt cái stent này từ cái động mạch chủ lên để đặt xuống. Đấy. Tương tự đây chỉ cần một cái phẫu thuật bypass, tức là mình chỉ phủ động mạch cảnh trung của bên trái và động mạch dưới đòn, thì người ta sẽ cấp máu từ cảnh này sang cảnh phải, sang cảnh trái và xuống dưới đòn bên trái. Đấy, ví dụ những cái trường hợp này nó sẽ phức tạp hơn. Bình thường mình sẽ đặt phủ qua đây, thì như vừa nãy tôi có trình bày đấy ạ, thì những cái trường hợp này nếu mà làm debranching thì người ta phải phẫu thuật mở xương ức. Những cái nguy cơ cuộc mổ cao quá thì người ta lại phối hợp bằng cách là người ta bypass thì nó nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân. Kèm theo lúc đấy người ta lại kết hợp chim ly, tức là lấy máu cấp theo cái đường ống từ bên động mạch chủ lên, và đây là cái ten đè ép ở bên ngoài. Vì vậy là mình sẽ làm cho cái cuộc mổ của bệnh nhân nó nhẹ nhàng hơn. Và đây là một số các cái trường hợp phẫu thuật phức tạp hơn. Ví dụ như ở trường hợp này, người ta lại ngoài cái việc debranching xuống, người ta lại phải thay đoạn động mạch chủ lên. Ví dụ như những cái trường hợp mà cái động mạch chủ lên nó quá lớn, chẳng hạn trên 40, thì cái nguy cơ mình làm cái debranching như thế này thì cái vị trí này nó đặt vào một cái ống nó lớn, thì cái nguy cơ nó bị, trong chuyên môn người ta bị lóc ngược, tức là nó tiếp tục nó xé rách xuống phần dưới này nó cao hơn. Vì vậy để an toàn cho bệnh nhân thì người ta lại phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ lên, kèm theo là debranching để lối các cái mạch nhánh từ cái phần nhân tạo này đi lên. Vì vậy lúc đó sẽ giúp cho cái việc mà mình cố định mà làm an toàn động mạch chủ lên này nhiều hơn. Tuy nhiên lúc đấy người ta sẽ phải cân bằng giữa lợi ích nguy cơ của cái việc, nói thì cái hình ảnh rất đơn giản này thôi, nhưng mà cái việc mà để phẫu thuật thay đoạn và kèm debranching này sẽ là cái nguy cơ của mổ rất cao và đòi hỏi cái kỹ thuật của bác
sĩ phẫu thuật viên cũng giờ phải rất là tốt thì mình mới mổ được cái kỹ thuật như vậy. Và đây là tiếp tục, đây là các cái mô hình để người ta thấy, là các anh chị có thể thấy vẽ rất là nhiều cái cách để phẫu thuật bên bên hoặc tận bên. Đây là các cách để người ta bypass giúp cho cái cấp máu cho các cái nhánh mà mình cần phải phủ qua. Và đấy, tương tự đấy là đối với cái phần quai thì người ta xử lý như vậy. Thế còn đối với những cái phần mà phình động mạch chủ ngực bụng, thế thì các anh chị có thể thấy nghe sơ bộ thế người ta gọi là octopus, tức là nó giống như là cái vòi con bạch tuộc ấy. Thế thì người ta sẽ phải cấp máu cho tất cả, bởi vì khi đó người ta sẽ phải đặt ten từ trên này đặt xuống, vì vậy nó sẽ vi phạm qua động mạch thận, động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên, vì vậy người ta sẽ phải lấy máu để cấp. Trông vẽ thì rất đơn giản này thôi, nhưng mà đây này cũng là một cái kỹ thuật phẫu thuật rất là phức tạp. Thế một số trường phái khác người ta lại có thể là lối từ hai bên, thế nhằm mục đích là trong trường hợp mà nguy cơ bị tắc hay hoặc bị sơ vữa hoặc là bị hẹp thì người ta sẽ bị ảnh hưởng một bên thôi, thì lúc ấy người ta xử lý sẽ an toàn hơn. Thì đây là phụ thuộc vào cái giải phẫu rồi là cái trình độ phẫu thuật viên để người ta lựa chọn cái phương án làm sao cho nó thuận lợi nhất. Thì đây là những cái kỹ thuật để người ta có thể thực hiện nối các cái mạch tạng. Và trên đấy là các cái mô hình, còn đây là mình sẽ minh họa một số các cái kỹ thuật mình đã thực hiện, tức là tùy theo cái zone khác nhau, zone 3 đấy ạ. Đó. Thế thì mình chụp lên thì thấy là đây là cái động mạch dưới đòn. Thế vì vậy tiếp tục, đây là cái vị trí khi mình người ta xác định cái tọa độ để người ta thả một cái khối phình rất lớn. Và tiếp tục đấy ạ. Đấy, khi đó thì lúc đó khi người ta phủ rồi thì máu nó sẽ chỉ chảy trong cái ống này thôi. Và người ta có thể phủ hy sinh cái động mạch dưới đòn. Tương tự đây là cái phần zone 2, tức là mình sẽ phủ sâu hơn. Thì đây là hình ảnh phân tích cái hình ảnh CT. Đấy, các anh chị thấy không, vị trí không? Đây là nó tách, đây là lòng thật, lòng giả. Đấy, và tiếp tục đi xuống dưới. Thế thì phần này mình buộc mình phải phủ cái động mạch dưới đòn. Đấy, sau khi mình xác định được vị trí, lúc đấy mình sẽ thả để mình phủ cái hệ thống mạch này ạ. Đấy, thế thì ở đây là mình sẽ đặt sát đối với động mạch cảnh. Đây này mạch cảnh đấy ạ. À, tương tự đến sâu hơn, tức là đối với zone 1. Tức là đây là như một cái sơ đồ hình bên cạnh có vẽ đấy ạ. Thế thì người ta sẽ phải, bởi vì nó người ta buộc người phải phủ qua động mạch cảnh chung của bên trái. Vì vậy người ta sẽ phải làm một cái phẫu thuật bắc cầu từ cảnh phải sang cảnh trái và sang động mạch dưới đòn trái. Thế thì đây là cái hình ảnh mà sơ đồ. Đấy, có một cái phình hình túi rất là to ở cái vị trí này. Đấy, phình hình túi rất là to. Thế thì kèm theo ở đây là người ta đã phẫu thuật bypass. Đấy, lấy máu từ cảnh trung bên này cấp sang đây, và đây là cái phần mà người ta đã thắp. Đấy, thì các anh chị có thể nhìn thấy ạ. Thế sau đó thì lúc đó mình sẽ định vị mà bắt đầu đặt từ cái vị trí sau của động mạch thân cánh tay đầu, phủ qua cái gốc của động mạch cảnh trung bên trái và thủ phủ qua dưới đòn bên trái. Và đây là các cái bước để người ta thao tác, người ta thực hiện đấy ạ. Và đây là cái cuối cùng, là khi mà cái hình ảnh trước khi làm can thiệp, đây là một cái khối giả phình rất là to. Thế vị trí đây thì mình nem linh tôn mình buộc phải đặt tới đây thì nó mới phủ được qua cái vị trí đường vào của cái khối phình này. Vì vậy người ta đã phải làm một cái phẫu thuật bypass. À, đây là cái hình ảnh sơ đồ, thì các anh chị thấy là đây người ta sẽ đặt đến sát thân cái tay đầu. Vì vậy ở cái phần trên này nó sẽ là cái vị trí của cái bypass để nối giữa cảnh trung của bên phải sang trái và sang dưới đòn trái. Và đây là cái hình ảnh sau khi mình đã thực hiện 3D lên để thấy được rõ được cái vị trí phủ được stent qua được cái khối phình, nên vị trí máu nó sẽ không vào cái khối phình này nữa. Và kèm theo vẫn cấp máu để nuôi được các cái bộ phận sọ não bình thường. Và tiếp theo cái zone khó nhất đó là zone 0. Tức là mình sẽ phải phủ đến sát động mạch chủ lên, phủ qua của cả cái động mạch dưới đòn rồi động mạch thân tạng. Thì giống như cái sơ đồ hình bên này,
Thế thì lúc đó người ta chụp thì các anh chị có thể thấy là cái dòng máu nó đi vào đây, đây là cái vị trí mà cái hai cái mạch mà người ta gọi là deferenting, cấp máu đi theo này để lên gần thân cánh tay đầu và động mạch cảnh trung của bên trái, và kèm theo người ta đưa cái stent đến sát cái vị trí này để phủ từ cái động mạch chủ lên này đi phủ xuống. Và đây là khi mà người ta định vị trong quá trình thả đây ạ, đây là cái vòng nhẫn để cái vị trí này, cái marker để mình xác định là cái phần phủ stent đến đâu. Và đấy, thì đây là sau khi thả rồi thì các anh chị có thể thấy là máu vẫn được phủ chui vào trong cái ống này, không vào cái khối phình của cái phần của khoang nữa, và kèm theo máu sẽ cấp máu đi theo cái cầu lối để branching để cấp máu cho thân cánh tay đầu và động mạch cảnh trung bên trái. Và tóm lại thì là cái khi mà người ta kết hợp giữa phẫu thuật và can thiệp để nhằm mục đích là đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất là can thiệp để người ta phủ được cái phần che phủ của động mạch chủ lớn nhất, kèm theo phẫu thuật người ta giúp cho cấp máu cho các cái nhánh mà cái hệ thống stent nó phủ qua. Vì vậy đây là một cái kỹ thuật phức tạp giúp cho việc điều trị những cái trường hợp mà nguy cơ của phẫu thuật cao và cái vị trí mình cần phải can thiệp nó với chiều dài lớn và vi phạm các cái nhánh của nhánh bên. Và trên đây là phần trình bày của mình. Và